Ngày nắng như mà thưa ca sẽ cho mỗi trong ngón bọc như dưỡng đại tay là xua tha ta khu gián quất bất chìa phát đầu pìm nơi lõ tây chìm là có men đi gọn và cũng bình thường ngon hơn nhiều, rằng các bộ tập mới mỗi nâng anime radio kênh đóng đi đấy, chẳng và thiên đại bọn ngày nâng cứ dương vậy đã tôn chỉ mỗi nâng One Piece chia từ bốn được khi dương ban đằng chân thà tu ông khu gián cốt cái chim nương mà nét đai sờ lạnh chỉ mỗi nâng phép yêu thịt thua hỏi mà giảng mình tiết cốt cái chim nương mà nét đai sau kết sập và sân chỉ ai cốt nâng tới bầm ra mà được đôi chia à khai nụ chẳng mà sân chỉ dương từ lập từ mới chỉ mỗi nâng quân sao bao cốt nơi bề đại cốt thời chia mà rin nâng dương ban đằng ngày thà cốt lọp ban chui chỉ vượt từ đó số đại chia mất sầm lạnh bao cốt hai cái đôi chi chui Nico Robin chi chuyển lời chuyển xã đầm bay ở cột nắng ban hồi kịch trình vì vụ vơi cả vào mình thời mình thẩm tập phần đăng tế nơi khỏi pê đại cột ban chạy tranh pi marine cứ cốt có ban từ chui chuyển môi nâng smoker cả đại smoker thời ban take down the flamingo nhưng chẳng ai trong nói thoáng rằng vì cứ chỉ ra đại của chị đang ban tha cốt cứ chia marine mình nhé đại là o cứ đôi chi mình đường nhé đại sẽ lành chuyển môi nâng hiệp duy thua cứ đôi chi chastic hãy cốt có ai lại cả nhà tha đăng thả với khó rưu co với thời chuyện ở khai nụ mà đó cho nói thoáng nắng khi những bộ cốt chìm miên chia sầm lúa môi tha để cho hai đáy ban chia khu gián có thể cho rôm chìm môi nâng bởi lạc biệt pirate có đôi chia bởi dụt bởi trang tư đừng gặp thể chia khu bộ cốt từ vỉnh chẳng được không sai hướng ban bởi chạy chân tha bởi top pi mà rin flam mà rõ sinh cực khu vì để cốt ban cho nửa tư cứ cốt ban recommend ơi khu gián lang thưa chia mà rin flam mà rõ chùm nửa cốt có vấn tế à cầm nết mới nâng thời ban chùm tua đòi à khai nụ vô đề xa ta khai nụ có quát mới bằng nóng trong khai chia mà rin flam mà rõ đầy hồi đề xa tầm mê một nữ pin nè chùm tua khăn nia có đôi chia của bông ta tầm đầm nay khăn nia đầm bay khai chia mà rin flam mà rõ vô kê tăng pi có ban thưa ca bởi dốt khăn nia ồ rồi dạ pê đọc ngày đầm bay hồ nè chứ nè hồi nè chứ nè có miễn sật lang thưa thưa chia mà rin flam mà rõ hồi bởi tỏ pi ca bởi dốt khăn nia ồ dạ pê đọc ngày tư nè chứ nè cứ chia à khai nụ hồi nè tránh cứ chia khu giàn hồi mình thầm tại tranh thông đá thế cứ khu gián cốt ban bắt bong chỉ mỗi nâng chương cốt mà chỉ hiêng từ tiệt hồi đội nhóm bị chạm pi từ bổng chẳng thà khu gián cốt so kết sập bờ sân chỉ ai cốt nâng từ thơ ca bầm ra khổ mà nước đi chia khai nú nhưng chẳng ai ban chỉ cốt sầm ra chất chạy tranh pi marine hồi bởi tỏ pi chạy tranh pi marine hao là khu gián cốt ban thơ đầm na tới chuốc chỉ mỗi nâng cả lãnh lẽ luôn có đôi chia cả lãnh sai bờ sân robot bộ Blackbeard Pirate hồi cái nạp pi đại Blackbeard cốt nơi khu gián cốt ban thưa ở sầm chắc xanh xanh tiệt này crom black biển nưng có hai chi từ cọt tiếng o hai được nâng hết cao mới nưng đại sa ta black biển mơ khơi tha khu gián cốt chi mà nơi mà nè đại cổ phong đàm minh cầm hằng và tập pi chạy tranh pi mà riêng hói black biển có ban sna so mới khu gián nưng châu rung chỉ mới nưng crom luôn đại khom lẽ khăn lo mới tha khu gián trong thứ ấy thứ tử bạch túc chất sầm chắc nước không crom của ban đại phù đại sa ta crom trao sầm mất bao black biển nưng cứ chỉ crom trao sầm mất đại lẽ cả nạ tha bạch tốc chất kia có mình chụp ảnh ha của gia đình quát cứ chỉ trao giảm một sầm khăn ai ta phụ kê che chui kia đưa có lẽ cả nạ tha being free nhưng từ anh nắng vị trí chỉ rách na sầm quan đưa có cô cũng nên đây là công trao giảm một môi nặng ở đời xa ta khu gian có một đằng thật tới tới na mưa tới à lẽ khăn đại bị lệch biệt ao nắng có về hiền lo đái chẳng nhé quát có sầm mạch chật cho room chỉ môi nắng bị lệch biệt phai đẹp có bàn tay ca cho room mình kết tha khu gian cốt ai nâng mình đáp chia thằng strong từ lư ở vậy để black bị cốt ban giấy gì vụ đại sao thì nhóm kết tha khu gián ai nâng thuê chia spy rồi có chỉ nhận sub ca mũi ai được căn crom na mũi rồi có chỉ spy ở bờ revolutionary army có dương ở đằng đây khnì rồi mới có cốt lại nạt hai chỉ spy đam bay thì chui đó crom xanh xanh tia để cốt kết tha cứ chỉ crom đài nâng nom phim chassis ở bị phục lốp vụ đó đi chia straw hay đây chẳng chọc hỡi rương ra mũi tên đã nhóm kết tha khu gian cốt ai nâng chỉ spy rồi có chỉ crom ngôi đài nâng nông khu thân nạ đol black biết nơi sẽ hưởng một tiết hồ đại sa tả mến sư ri mũi mang lực lang tha sở mà chắc tăng ổn nước nông crom black biết pirate cực kỳ bành chạy sở mà chắc mũi mũi chỉ captain này thi thần nick rồi có chỉ tục mũi mũi chẳng đời dân ban đừng chân tha tục thi thần nick cứ ban lịch đại sa tại trang tật cọ đỏ thùm rồi có dân hơi thả iceberg chẳng khu gián cứ đầm ngang ngày iceberg hỏi captain tôi nước không black beard pirate cứ chỉ titanic chẳng titanic cứ lịch để sát tại iceberg chẳng anh ấy vì cứ chỉ series mới này cuối chắp rong khăng mới tên hỏi trong nói đại khu gián cột vai từ lưa gáp nhưng cái tha cũng nói cái lái nắng cứ ô đá cột ở xây ban lò phù để xa tại
ការរសេរឲ្យគូសាំងទៅវាយជាមួយនឹងការផ្ទាល់វាគឺជារឿងមួយដែលល្អជាជាងឲ្យសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅវាយ gap ជំនួសគូសាំងព្រោះដោយសារតែបើសិនជាគូសាំងអ្នកវាយ gap អញ្ចឹងក៏លក្ខណៈថានឹងអាចបន្ធូរបន្ថយឬក៏ឲ្យ gap ឈ្នះនៅចំណុចណាមួយវាជាជាងសមាជិកផ្សេងដែលទៅវាយ gap ដែលមានគោលកំណត់ថាគឺចង់សម្លាប់ជាមួយនឹង gap អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលគឺចុងក្រោយ gap ក៏ត្រូវបានចាក់ដោយ chief of the rain ហើយក៏ត្រូវបាន freeze លក្ខណៈថាធ្វើឲ្យកកតាមរយៈធម្មពលរបស់ Kuzan អញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយតែដែរអញ្ចឹងថា gap គាត់ប្រហែលជានៅមានជីវិតច្រើនហើយគាត់ក៏អាចប្រហែលជាជាប់នៅក្នុងគុកឬក៏កន្លែងណាមួយនៃ Pirate Islandអើចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើនឹងទៀតតកតងនឹងរឿងអាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺយើងអាចចំណាំមើលបានរូលរបស់ anime បើសិនជាមានការប្រយុទ្ធគ្នាលក្ខណៈថាតហាមចម្រិតចិត្តស្លាប់ហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានគេខាត់ចេញឬក៏គេជំនួសវិញដោយ time skip បានន័យថាតួអង្គមួយហ្នឹងគឺអត់ទាន់ស្លាប់ទេគាត់អាចនឹងរបួសធ្ងន់ឬក៏ចាប់ជាចំណុចខ្មៅអញ្ចឹងទៅព្រោះដូចគេយើងសង្កេតមើលកន្លងមកហើយបើសិនជាការប្រយុទ្ធគ្នាចិត្តស្លាប់ហ៎បើសិនជាទូអង្គស្លាប់គឺអ្នកនិពន្ធគាត់នឹងទៅសេសិនបន្តសម្រាប់ទូអង្គហ្នឹងត្រង់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទេអូដាបានខាត់អាស៊ីងកន្លែងចេញដោយចំនួនវិញដោយ Egghead Island អញ្ចឹងវាគឺជារឿងរ៉ាវបែបនេះយើងគួរតែចំណាំទុកទៅហើយតើតើជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងឯហ្នឹងគឺមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនមែនជាវីដេអូថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែវាជាវីដេអូលក្ខណៈថាជួយដោះស្រាយជាមួយចំណងនេះយើងថាហេតុអីបានជាគូសានគាត់ខ្លាចជា Evil តែគាត់ពិតជាចោះចូលជាមួយនឹងពួកចាត់ខ្វក់មែនឬក៏អត់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាចម្លើយហើយក៏ដូចជាវីដេអូរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយបាយបាយ